7 bước cực kỳ quan trọng khi anh chị mới sở hữu một con máy pha CRM3005E nha. Bước 1, kiểm tra. Anh chị phải kiểm tra các vật dụng đi kèm theo máy nó có đầy đủ hay chưa. Ví dụ như là tay cầm pha chế nè, filter hai shot, tamper nén, đế lót, hộp đập bã. Nếu còn thiếu vật dụng gì thì anh chị liên hệ ngay với nhà cung cấp ha. Bước 2, đặt máy. Anh chị phải để thân máy ở trên một vị trí là cao, thoáng, không bị ẩm thấp, ngập nước hoặc là có độ chênh vênh, phải để trên mặt phẳng. Bước 3, đổ nước. Chúng ta sẽ kiểm tra nước. Anh máy của mình sẽ sử dụng là bình nước đằng sau lưng máy, thì bình nước này có thể tích khoảng 1.7 lít ha. Đây, khi mà nước đã đầy đủ, anh chị khởi động máy giúp em. Đây. Bước 4, mở và thử máy. Mới mở máy lên, máy sẽ bơm nước và hai đèn ở đây nó sẽ chớp tắt. Và khi mà nó sáng như vậy hết thì anh chị mới có thể sử dụng được máy ha. Và hiện tại máy của em đây là đã mở sẵn và sử dụng được rồi. Và bây giờ á, bước tiếp theo mình sẽ test chức năng của từng nút ha. Đây là nút pha này. Rồi, nút pha. Rồi, nút vừa đánh, nút chuyển đổi vừa đánh hơi. Đây, mình sẽ vặn đây. Vừa đánh hơi. Khi mà cảm thấy, cảm giác mọi thứ hoạt động ổn định thì rồi mình tắt đi. Rồi, và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái dòng nước, xem dòng nước chảy có... À, mình sẽ... Khi mà anh chị muốn sử dụng lại cái họng pha, nút pha thì anh chị phải tắt vòi đánh hơi đi nha. Tắt đi. Rồi, bây giờ mình có thể sử dụng lại họng pha. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra nước, xem nước có chảy đều, mạnh, ổn định hay không. Rồi, như con máy đây em thấy là nước ổn định ha. Bước 5, độ xay. Anh chị nào á mà chưa biết cách cài đặt độ xay thì để lại comment phía dưới nha. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra độ xay nè. Đây. Độ xay ok, độ xay là chuẩn nha. Không mịn, không thô nè. Cảm giác nó mượt tay, với lại nó không bị bón cục hoặc là bị rời rạc. Bước 6, đong và nén. Trong tay cầm này mình sẽ đong khoảng là 18 gram bột cà phê ha. Khi mình cứ canh khoảng tầm đó. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu nướng qua nén cà phê. Thì khi mà để tay cầm lên, mình để tamper nén lên. Để lúc này anh chị lưu ý là để tamper nén nó bằng, không để bị chênh lệch hoặc là bị nghiêng. Và lực nén của mình là vừa phải, không mạnh quá cũng không yếu quá. Và tuyệt đối anh chị không có đập tamper nén vào trong hai thành của tay cầm nha. Khi mà nén xong mình sẽ vệ sinh. Anh chị sẽ vệ sinh bột cà phê còn dính trên tay cầm đi. Rồi. Bước 7, cài đặt. Bây giờ khi để cài đặt, mình bấm xả để cho họng máy nóng rồi sẽ gắn lên. Với máy này mình sẽ cài đặt lượng nước như sau. Đầu tiên là anh chị chuẩn bị một tay cầm pha chế chuẩn như em ha. Rồi để cài đặt, mình sẽ sử dụng nút này, mình đè đến khi máy chạy chiết xuất ra cà phê. Đây thì máy đang chạy và chuẩn bị chiết xuất ra cà phê. Đối với một ly cà phê đen đá bình thường thì mình sẽ sử dụng là lấy là 60ml nước cà phê, tính luôn lớp rema. Anh chị thấy không, lớp rema dày, dòng chảy kẹo, sánh mịn ha. Cái lớp rema ở trên mặt nó rất là mịn, đồng đều, thì là chứng tỏ là một ly cà phê ngon và tiêu chuẩn ha. Bây giờ tới 60ml em sẽ buông tay ra. Đây, buông tay ra. Lúc này là cũng chưa xong nha. Khi mà buông tay ra xong, anh chị thao tác là tắt máy đi. Rồi, tắt máy đi, rồi xong rồi. Lúc này máy mới lưu lại, bây giờ mình mở máy lên và đã hoạt động lại là mình đã cài đặt xong cái lượng ml cà phê, anh chị coi. Lớp rema rất là dày ha. Và đó là cách để cài đặt một ly cà phê tiêu chuẩn ngon. Thì clip sau em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để pha một ly cà phê chuẩn luôn.